truyền lệnh của trẫm, ra lệnh Triệu Khang Dẫn, Thạch Thủ Tính, Cao Duy Đức, Tam vị tướng quân lập tức xuất binh tấn công vào Tiết Đan. Tuân chỉ. Mấy ngày nay tôi ở Quý Quốc được các vị hoàng đại, tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Từ nay hai nước chúng ta ký hòa ước rồi, chúng ta có thể thường qua lại. Tôi nhất định sẽ đem tin này về Trung Nguyên, chắc cả nước đều thấy hân hoan. Vậy rất là tốt rồi. Cha. Con à. Chào nhân gia. Ngon ngon lắm. Con à con. À, Hiên Quỳnh, tôi có chuyện muốn nói với anh. À, vậy. Tam đệ, bây giờ đệ là đại anh hùng rồi đó nha. Các vị tướng lãnh nghe được tin tốt của Tam ca, từ nay khỏi đánh giặc nữa, cho nên ai cũng vui lắm. Từ nay chúng ta có thể giải giáp về quê và sống được thái bình. Thánh chỉ tôi. Nữ tiền đô kiểm điểm, Triệu Khang Dẫn tiếp chỉ. Nữ tiền đô kiểm điểm, giờ tí khuya này dẫn quân tấn công vào phía nam của Tiết Đàn, phối hợp với Thạch Thủ Tính và Cao Duy Đức tấn công vào phía đông và phía tây, không được chậm trễ. Thân chỉ. Thân nhận chỉ. Lui xuống đi. Dạ. Nhị ca tướng quân, hai người lập tức đến trại của Thạch Thủ Tính và Cao Duy Đức, dẫn hai ảnh đừng có ra quân, để tôi về hỏi rõ hoàng thượng được. Được. Cái gì? Áo của tụi nó đã tấn công từ phía đông vào đây. Chịu Khang Nhẫn thật là nham hiểm. Nó ở phía đông và phía tây cho đại quân chú đóng sẵn, còn phía nam là Bình Nguyên. Nó dùng kế nghị hòa cho chúng ta che giấu cho đại quân của tụi nó. Đại Dương à, lần này đã trúng lên kế của tụi nó rồi. Bây giờ tình hình ra sao? Bây giờ nó miệng Đại Dương đã ra quân ứng chiến. Triệu Khang Nhẫn, ngươi thật là gian xảo tiểu nhân, muốn dùng phải đích tay lấy đầu của ngươi về. Cha, thật ra nó xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Khang Nhẫn một cô đã lừa gạt chúng ta rồi đâu. Tam đệ, nhị ca Dương Dùng đã đến trễ. Tứ muội, bên em thì sao? Cao Duy Đức không nhớ gì cả thánh chỉ. Tam đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu bây giờ hai vị tướng quân đã ra quân rồi, bắt buộc em phải đích thân dẫn quân tấn công vào phía nam. Tam ca, nếu anh làm như vậy, anh sẽ thất hứa với dân chúng của Tiết Đàn. Chưa đã tới nước này, tôi không thể nào bỏ mặc sự chết sống của anh em mà giữ danh dự của mình. Kiểm điểm đại nhân, Tiết Đan dẫn theo rất nhiều binh mã tấn công về phía của chúng ta. Có bao nhiêu binh mã? 50.000 binh mã. Lùi xuống. Dạ. Cách đây 3 dặm có cái rừng, lập tức truyền lệnh xuống, rút dao trong rừng. Dạ. Được. Đại Dương à, đừng đi vào trong rừng hẹp lắm, không thích hợp cho đại quân tiến tới. Cũng được. Ta nhất định phải chứng thời giết chết Triệu Khang Dẫn. Đại Dương à, Đại Dương à, đại quân của Triệu Khang Dẫn đã rút ở trong rừng chắc có mai phục. Để mà chúng ta xung vào, tụi nó đang kiếm một thế đó. Xung quân. Đại Dương à, Đại Dương à, quân ở phía sau vẫn có theo kịp. Nếu mà chúng ta tiến tới nữa sẽ chia là thành hai khúc đổ. Vậy Triệu Khang Dẫn không phải chúng ta từng nhóm một. Đại Dương à, bây giờ chúng ta phải rút khỏi cái đường này.
chạy trước đi, nhanh lên, chạy đi. Điều cần dừng, có vô thì ra đi đi. Ngươi chịu lỗi gì rồi hả? Dương gia, Dương gia lập tức từ phía đông ra khỏi cái rừng này đi. Ngươi là bị ưu tiểu nhân. Yeah! Dù người thân cũng thấy nhục nhã. Nạp lại, chạy đi, chạy đi, chạy đi mà.